Các bạn xem hay thì đừng quên ấn đăng ký, ấn like và chuông để ủng hộ nhóm dịch phát triển và theo dõi những video mới nhé. Đội trưởng đừng đi, tin tưởng anh ấy sẽ không trực diện nhận đòn tấn công đấy mà không thử né tránh đâu. Anh ấy khắc có cách của mình thôi. Kết thúc rồi, ai bảo anh ta chọc giận Tô Mộc. Không biết đuôi của Tô Mộc bị thương có nặng hay không nhỉ? Nhìn thấy Đường Vũ Lân lâm vào tuyệt cảnh, ta phải vui mừng mới đúng. Sao lại có cảm giác khó chịu như thế này chứ? Hồn kỹ của ngươi cũng chỉ có từng này thôi sao? Năm hồn kỹ ta đã thử hết cả rồi. Đã đến lúc ngươi phải đón chịu sức mạnh của ta rồi. Điều này sao có thể chứ? Phải có sức mạnh tới nhường nào mới áp chế huyết mạch. Không thể nào, Tô Mộc có huyết mạch cửu vĩ hồ. Nếu nói về cường độ huyết mạch thì kể cả chúng ta cũng không có cách nào áp chế hắn tuyệt đối. Đường Vũ Lân làm sao có thể làm được? Chân Long huyết mạch. Chẳng lẽ cái tên đến từ học viện Sử Lai Khắc này thật sự là có huyết mạch chân long? Mới chỉ có 15 tuổi, dưới điều kiện chiến đấu bình thường, hắn lại có đủ khả năng áp chế Tô Mộc. Giải phóng đấu giáp của ngươi đi, nếu không ngươi sẽ thua. Ta lớn hơn ngươi 5 tuổi, nếu dựa vào đấu giáp mà giành chiến thắng thì tự tôn của ta không cho phép. Trận một đấu một lần này ta thua. Ngươi thắng nhờ huyết mạch cường đại, nhưng mà tỉ thí phía sau chúng ta còn gặp nhau tiếp. Lúc đoàn đội chiến ngươi sẽ thấy đường. Lúc đoàn đội chiến ngươi sẽ thấy đường thấy đấu giáp của ta. Cảm giác dịch chỗ này hơi ngang. Ta nhận thua. Cái gì? Tô Mộc nhận thua sao? Anh ta đúng là một người kiêu ngạo. Anh ta không hề thua. Tô Mộc không phải chứ? Cái đuôi của anh vết thương cũng không nặng lắm, vẫn ổn. Ta thua rồi, xin lỗi các vị. Thắng bại của một trận đấu không tính là gì cả, nhưng mà tại sao không dùng đấu giáp? Cậu ta nhỏ hơn tôi 5 tuổi đấy, nếu mà dùng đấu giáp thì... Đừng cố chống đỡ nữa, trở về đi. Trận đấu phía sau này, nếu ai vì xem thường đối thủ mà sơ suất thua trận, vậy cũng đừng trách ta vô tình. Sẽ không còn có tư cách làm thiên vương của học viện quái vật nữa. Bị cậu ta phát hiện rồi. Đội trưởng lợi hại quá, không ngờ lại thắng thật rồi. Cái gì mà thắng thật chứ? Linh vật vạn năm kia ha, đừng quên. Nhưng mà trận đấu này cũng không tính. Người ta ngay cả đấu giáp cũng không dùng tới. Người cho dù thắng cũng thắng không vẻ vang. Cũng không phải là đã thật sự chiến thắng đối thủ. Sẵn sàng đầu hàng đấy. Người nghĩ anh ta sẽ không giải phóng đấu giáp thật hay sao? Ngoài miệng nói còn có vẻ hay, nhưng mà trên thực tế hắn không có năng lực khống chế đấu giáp mà thôi. Nguyệt chuyển quang hoàn lúc đầu đã bị anh ta phá vỡ bằng công kích của Kim Long khủng trảo. Cái đuôi của hắn mặc dù đã tự bảo vệ mình, nhưng mà trên thực tế 5 cái đuôi đều đã bị thương nặng. Nếu như ta đoán không sai, đấu giáp của hắn nhất định là có liên quan mật thiết với đuôi. 5 cái đuôi bị thương nghiêm trọng, hắn làm sao mà sử dụng được đấu giáp? Cho nên trận đấu này chính là Vũ Lân thắng, thắng một cách gọn gàng. Đối phương thua trận là đáng đời, ai bảo hắn xem thường người khác. Chúng ta mau đi thôi, Vũ Lân thắng cổ học viện quái vật rồi. Chấn động có chút lớn. Chúng ta mau rút lui trở về khách sạn. Đúng rồi, nơi này là địa bàn của Tinh Na Đế Quốc. Trải qua vòng thi đấu cá nhân thứ hai, Đường Vũ Lân, Tạ Giải, Nguyên Ân Dạ Huy, Nhạc Chính Vũ, Diệp Tinh Nan, 5 người toàn bộ được thăng cấp. Nơi này là bước ngoặt của trận đấu, một kích này anh ấy đã bị thương nặng. Võ hồn của anh ấy là Cửu Vĩ Hồ, đuôi hồ ly là cội nguồn sức mạnh của anh ấy. Tôi cho rằng anh ấy rất có thể không còn năng lực phóng thích đấu giáp nữa, chứ không phải là không muốn phóng thích. Vết thương ở đuôi của anh ấy đang trở nên rất là nghiêm trọng và cần được điều trị càng sớm càng tốt. Bởi vậy tổng kết lại, Tô Mộc thua cũng không oan uổng. Theo một nghĩa nào đó, anh ấy đã thua chính mình. Thất bại cũng không có gì đáng sợ. Phải tổng kết kinh nghiệm từ trong thất bại, hy vọng tuyển thủ của chúng ta đều có thể vì vậy mà trưởng thành. Bài giải thích của cuộc thi lần này được phân tích vô cùng thấu triệt. Nói chúng tim đen rồi. Lời giải thích này không đơn giản, xem ra sau này chúng ta cẩn thận trong trận đấu hơn nữa. Nên che giấu tốt, nếu không bị đối thủ phát hiện ra càng nhiều bí mật, trận đấu đằng sau sẽ càng gian nan. Nhưng mà để cô ấy giải thích một chút như thế,
Về sau muốn chiếm lợi thế cũng không dễ dàng.